một trong những chiến binh được mệnh danh là bố già Sasuke. Khi là một trong những chiến binh đầu tiên của phiên bản Sasuke nước Mỹ, chỉ cần một lần đúng người thôi, những động tác cực kỳ gọn gàng. Em có linh cảm rằng chiến binh này sẽ chạm đừng vào nút hả? Đừng! Đừng hãy! Đừng! Em đừng nói gì! Em đừng nói trước điều gì Khoa! Hàng cao hồi đã bị chinh phục. Được rồi, với sảnh tay dài của mình thì David Cabo đã dễ dàng lấy được sợi dây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Được rồi, mày quá. Và bây giờ sẽ là ván treo. Của David Campbell đang ở phía dưới cổ vũ. Đây cũng là lần đầu tiên bạn gái của David Campbell đến với Việt Nam. Và mong rằng đây sẽ là động lực dành cho Campbell. Đúng rồi, hay quá. Hy vọng rằng anh ấy sẽ mang tới một niềm vui trọn vẹn tới cho cô gái của mình. Có một chút khó khăn rồi. Rất hồi hộp. Có một chút khó khăn rồi, có vẻ như chiếc vòng đã không đến được cùng với vị trí mà David Campbell muốn. Trời ơi! Đúng rồi! Đúng rồi! Nhờ sải chân dài của mình thì David Campbell đã có thể chạm vào nút rồi. Em có linh cảm rằng đây sẽ chạm được vào nút anh Công ơi. Có lẽ rằng linh cảm là có thể tạo kỷ lục luôn. Đến lúc này thì ai cũng có linh cảm như em thôi.